ở khu vực đèn bàn tròn đã diễn ra vào combat và giảm xiếc. Vừa rồi đó tí lốc ảo được một player của Q Confirm là cái tên Chicken, nhưng thành nhân đã phải nằm xuống. Kobe đổi mạng là rất nhanh. Bên thì sao đây, Q Confirm đang cố gắng gắt cho mình những cái mạng. Mọ vừa mới đốc được nhưng hơi khó nha. Tình huống đang đưa về là một pha 2v3. Súng ống vẫn đang là yếu đến từ giáp sức eSports và bảo LP kìa. Không có một cơ hội nào để có thể phản kháng cả. Một tình huống nhá đơn giản với một khẩu shotgun. Và nó giúp cho Q Confirm đang có tận 3 tình huống knock out. Họ chỉ cần tìm nốt người cuối đang ở đâu thôi. Và họ đã biết Vinh Siêu đang trốn ở khu vực ô cửa sổ đầu bên kia rồi. Sẽ là tổ quay vây bắt vị trí của Vinh Siêu lại tới từ Q Confirm và Leon Q đang là cái tên đi đầu. Vinh Siêu yếu máu và đó là top 16 dành giáp sĩ eSports ở trong mắt đồng Midama này. Thì Papamut đi chăng nữa thì cũng phải sợ chỉ cái tên NGE nết trả ra đấy từ Hà Cải và đang có cho mình khá nhiều lợi thế. Pháp đang muốn đẩy lên một cái thế trời nó cũng tương đối là sòng phẳng nha. Bắn kìa, vâng, quá kinh đến từ Pháp nhìn là mồm. Và đó là double knockout dành cho NGE của chúng ta. Giờ chỉ còn một người duy nhất đến phía Papamut thôi. Với cái thành viên của X-Men thì sao đây? Đằng sau lưng Upchain đã có địch. Và đây sẽ là một tình huống kẹp trước kẹp sau. Upchain không biết điều này. Đồng đội không thể cover cho vị trí của Upchain được. Và Leon Q là người có được cho mình cái điểm mạo gục. Các thành viên của X-Men có lẽ sẽ phải bỏ bạn mà chạy đi thôi. Xe vẫn còn. Hoàn toàn có thể di chuyển theo được vị trí của người đã đi scout từ đằng trước. Còn với các thành viên của The Expendables, Delwin đang kẹt lại. Nhưng Delwin vẫn có thể bình tĩnh dứt điểm được vị trí của Equelusia. Tuy nhiên đây vẫn là một góc thi đấu khó dành cho TE. Họ đang bị kẹp cả bên tay phải lẫn bên tay trái. Sự lựa chọn đến từ bên phía TE là đâm sâu hơn vào bên trong. Nhưng mà món chính lại là chúng ta chứ không có một cái tên nào khác cả. Hà Cai bắt được Tân Vũ rồi và đang tìm một cố gắng cắt đến từ Delwin. Và đây thì sao rồi, đây rồi, Q Confirm. Có vẻ Q Confirm là bữa chính chẳng. Họ bắt đến tận 2 bởi một tình huống bắn đến từ Pháp. Pháp này đang bắn rất bay à. Cái tình huống sấy tầm gần cũng là kinh. Và vừa rồi Q Confirm họ đã bị xóa sổ hoàn toàn. Và có một sự hỗ trợ nhẹ đến từ anh chàng Leo bên phía X-Men. Tôi chỉ đếm sơ sơ từ cái góc của bên phía Q Confirm. Đó là 4 team Việt Nam cùng bắn vào. Buffet à? Một cái sự lựa chọn rất tai hại đến từ Q Confirm với vòng bò này. Còn với các thành viên của The Expendables, cái vị trí của họ cũng không phải là quá đẹp. Như vậy là một cái top 13 dành cho TE thôi. Chưa thấy có một điểm knock out nào dành cho Smell cả. Nhưng có lẽ là cái tiếng ốp nó đã khiến cho đối phương phải chấp lại rồi. Còn với Jun, ngay bên cạnh Jun là người Jun đi cùng Hoàng F. Nhưng Jun đã bị bắt lại và Hoàng F chưa thay đổi được mạng. Smell có được cho mình điểm knock out. Nhưng đó là tất cả những gì mà đang qua gaming có thể làm được ở trong pha thi đấu này. Tình huống di chuyển bắt tham minh đối phương đang cứu nhau trông thì có vẻ là rất hay. Nhưng đến cái tình huống xử lý thì Jun lại không thắng ở đối phương. Thực sự là đáng tiếc. Khu vực rìa vòng bo, họ đang nhắm tới FW. Bo phây 5 cũng đã có, nhưng có lẽ là FW sẽ có một vài thành viên không thể được nhìn thấy cái vòng bo phây 5 này. Họ đã mất một, hai người thì vẫn đang kẹt lại ở bên trong khu vực căn nhà kia. Và đây là một vị trí ao bo rồi, FW bắt buộc phải di chuyển. Bot Flop cũng đã nhìn ra Akita rồi. Tập này thì có lẽ rằng là nó đã đời đi chứ không phải đi bo nữa rồi, dành cho bên phía thành viên Xoclan. Hai người bị nốc bởi vòng bò, một người thì vẫn đang nỗ lực chiến đấu với Buriram, nhưng đó là một nỗ lực trọng vô ích tới từ vị trí của Hikerman cũng như Inside. Nice try. Một vòng bò khó và Xoclan đã không thể xử lý nó một cách ổn thỏa. FW cũng có thể nói là họ đang phải trải qua một cái kịch bản tương tự. Nelty thì vừa rồi lại bắn cả vào đầu Chí Duy. Có vẻ như là trong lúc mà Nelty đang bận cấu máu những đối thủ xung quanh thì Chí Duy có hơi di chuyển nó không phù hợp cho lắm. Hoặc có thể anh em chưa bảo bán nhau. Chính xác. Nhưng nào có một người mở cánh mà có vẻ như Pháp đã phát hiện ra điều này rồi. Sấy đang chưa knock out của đối thủ. SD quẩy kiểu gì đây? 3 đánh 1 đến từ SD. Vẽ đi knock 1 SD, double knock out, triple knock out cho SD với cầu AUG trên tay. Một pha xử lý mãn đôi nhãn đến từ SD. Vẫn cứ phải là SD, vẫn là player bắn hay nhất của Buriram United Esports trong khoảng 3 năm trở lại đây. Mà Buriram đang sở hữu. Và có vẻ như SD vẫn đang chưa muốn dừng lại. SD đang muốn đi tìm thêm. SD đang chọn những người đồng hương làm con mồi của mình. Nhưng SD đã lộ rồi. Tiếng xe này chắc chắn Amory Gaming họ nghe ra được. Và Ryuji đang là người chặn đầu SD không hề mảy may biết. SD sẽ bị bắt lại mà thôi. Nhưng Ryuji cũng không đủ sức để có thể cản bước các thành viên bên phía team Buriram lại. Và tất cả những gì mà anh ta đổi được chỉ là một tình huống knock out. SD không hề bị confirm trong pha này. Sẽ đủ thời gian được thể cứu nhau lên đến từ Buriram United Esports. Và họ vẫn đang có đầy đủ cả 4 thành viên trong đội hình của mình. 10 điểm kill đến từ Buriram rồi.
Ai cứu Hải đây? Đây rồi, mở cửa. Nào, bò vào. Vào rồi. Như thế này là cứu được đến từ bên phía Cerberus Esports. Vấn đề là chúng ta phải cứu nhau nhanh lên rồi. Bởi vì Burina mọ đang tới và Himas bị bắt mất rồi. Không có Himas, không có người phòng thủ bên ngoài. Thông tin sẽ là rất ít dành cho Cerberus Esports. Hai người còn lại của họ thì vẫn đang kẹt bên trong khu vực căn nhà vệ sinh. Và đây là lúc mà chúng ta cần phải được nhìn thấy cái khả năng tỏa sáng đến từ Hải Saki cũng như là cả Hoàng Long. Vì Himas thì không có thể nào được chạm bởi những người đồng đội nữa. Vâng, một căn nhà vệ sinh. Và Hoàng Long cùng với các Hải sẽ làm kiểu gì đây? Và Hoàng Long bây giờ sẽ phải thể hiện cái đẳng cấp của mình. Chính xác. Đây là giây phút để khiến cho các tài năng trẻ phải tỏa sáng. Khi đội tuyển gặp khó thì sẽ cần phải bung hết sức mình đến từ Hoàng Long. Còn Chí Duy vẫn đang cố gắng phá cái khiên gập này của đối thủ. Đạn là rất nhiều và đang ở trong nhà, đâm ra đạn rất nhiều đến từ bên phía Neo Esports. Họ bắn tẹt vô, hết lại lấy. Còn đối với cả Buriam thì họ không được may mắn như vậy. Phải di chuyển đến từ Buriam hiện tại vẫn đang ở ngoài bò. Và có lẽ như cái tuyến đường họ đang muốn đi tới đó chính là cái căn nhà vệ sinh mà thời điểm hiện tại đang có hai play của Cerberus. Họ biết rồi, họ chắc chắn biết chúng ta đang ở đây rồi. Hải Saki phải đẩy ra thôi, nhưng Hải là người không có giáp. Hải đã nằm, Hoàng Long thì phải đổi đến tận 4 người trong pha này. Tôi không hiểu là Hoàng Long sẽ phải làm gì để có thể clutch được đây. Một AP đến từ Hoàng Long, vẫn kịp vào nhà để có thể lựa chọn góc bắn chỏm đầu và sẽ đủ thời gian để có thể sử dụng cái first aid kit. Nhưng sau đó thì Hoàng Long vẫn cần phải 1v3. Sẽ là một bài toán thực sự khó dành cho tài năng trẻ của bên phía team Cerberus Esports. Có vẻ như Buriram cũng đang muốn chơi chậm lại. Họ cũng đang chưa ôn in ngay. Cơ hội dành Hoàng Long là còn khi Long Ca knock out thêm cả Ca nữa. 1v2 rồi Hoàng Long ơi, có thể làm được. Vâng, nhưng mà trước mắt Hoàng Long lại là T5 và ở sau lưng Hoàng Long thì đó chính là Buriam. Nhưng Newhouse Esports đang cố gắng giúp cho bên phía thành viên của team, đó chính là Cerberus của chúng ta. Và vừa rồi thì Buriam đã bị xóa sổ hoàn toàn rồi, họ đã phải dừng bước ở vị trí thứ 5. 4 team đã có và Cerberus ít nhất đã có trong cái top 4 rồi. Vẫn đang cố gắng bắn đến từ vị trí của Hoàng Long, nhưng mà Thadon chơi khéo quá, anh ấy không bắn nhau, anh ấy trả đồ. Thôi xong rồi, tôi thấy quả nết lên đến đây là trông chán lắm rồi. Nhưng mà vị trí của T5 họ có biết là đằng sau lưng có New Hope không đây? New Hope đang làm tất cả mọi thứ để có thể bảo kê Hoàng Long ở trong khu vực căn nhà vệ sinh này. Thôi đi Hoàng rồi. Long vẫn còn sống, có nết trả vào thì chịu trời cứu thôi. Nice try đến từ các thành viên Cerberus Esports. Và bây giờ chúng ta sẽ có cuộc chiến của TE, chính xác là bên phía T5 cùng với Newhouse Esports. Và nhìn qua thì có vẻ như người thắng đang là Long Ca cùng với đồng đội. Nhưng có Fury đang tới. Fury chớp thời gian rất nhanh. Newhouse có một người bị knock out và flat out quá gần rồi. Newhouse biết nhưng không làm gì được. T1706 đổi một trước khi nằm lại. Và cặp đôi khác của bên phía team Newhouse Esports sao đây? Một người còn sống ở Neo Team và Neo Team đã đổi được mạng đưa từ ngũ lần 1v1. Lượng máu của đôi bên có vẻ như đang là tương đồng. 1v2 thì đúng hơn dành cho vị trí của anh chàng Nelty. Nhưng nếu Nelty bắt được flash ngay khoảng tham binh này thì mọi thứ sẽ được mở ra. Nelty cần phải chậm lại, bình tĩnh một chút. Đến từ Nelty nào, máu của chúng ta còn, flash của chúng ta còn, và để xem Nelty sẽ làm gì ở trong pha thi đấu này đây. Nelty không thể làm gì được, quả flash không trắng. Và đó là một cái top 1 dành cho Fury với 7 điểm kill mang về.